Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin nhiều người Việt chết cứng trong xe lạnh, máy tầm nhiệt để lọt nhóm vượt biên. Vụ 39 người nhập cư lậu chết cứng trong xe đông lạnh bị phát hiện tại Anh đang gây ra một thương cảm lớn cho số phận của những con người này, và báo chí quốc tế đã đăng tải hàng loạt những bài báo về vụ việc xảy ra. Thi thể 39 người bị phát hiện trong xe container ở Essex, Anh. Đây là hình ảnh cảnh quay từ trên cao hiện trường nơi xe tải bị phát hiện. Thi thể của 39 người vừa được phát hiện trong chiếc xe thùng container ở hạt Essex, Anh ở Đông Nam Anh Quốc. Lực lượng cứu thương gọi cảnh sát Anh tới hiện trường sau khi họ phát hiện vụ việc tại khu công nghiệp Watford ở thành phố Grey thuộc địa hạt này. Người lái xe tải 25 tuổi từ Bắc Ireland đã bị tình nghi sát hại nạn nhân. Những thông tin ban đầu cho thấy 38 người lớn và một thiếu niên đã qua đời. Cảnh sát Essex cho hay họ đã không nói còn ai sống sót được tìm thấy trong xe tải hay không. Được biết, xe tải chạy từ Bulgaria vào Anh qua cảng ở Eastleigh hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Ông Richard Bucknett, lãnh đạo hội vận tải đường dài, cho hay container trên chiếc xe có vẻ như là thùng đông lạnh và với nhiệt độ bên trong có thể lên xuống tới âm 25 độ C. Và sự việc rất nghiêm trọng, cảnh sát lập tức điều tra và Thủ tướng Anh cũng đã lên tiếng ngay lập tức trong thời gian vừa qua. Đây là thông tin mà chúng tôi xin cung cấp tới các bạn. Cảnh sát trưởng Andre Mariner nói cảnh sát đang cố gắng xác định danh tính các nạn nhân nhưng trông đợi đây sẽ là một quá trình kéo dài. Chúng tôi đã bắt giữ người lái xe tải có liên quan tới vụ việc. Người này đang bị cảnh sát tạm giữ khi cuộc điều tra đang tiếp diễn. Vị này cho biết, Phó Cảnh sát Pipra Mills nói việc nhận diện nạn nhân là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Bà kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về con đường xe tải đã đi qua hoặc ai đã nhìn thấy chiếc xe hay biết về hành trình của chiếc xe liên hệ với cảnh sát. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông sửng sốt về vụ việc thảm thương này. Ông nói, tôi nhận được tin cập nhật thường xuyên và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Essex trong lúc chúng ta xác định chính xác nguyên nhân sự việc đã xảy ra. Tôi gửi lời chia buồn tới những người đã mất mạng và người thân của họ, ông nói. Và trong những người đã chết này, ngày càng có nghi vấn thì có nhiều người Việt Nam nằm trong số đó, và thông tin được loan tải ngày hôm nay cũng đã cho biết. Gia đình Việt Nam lo lắng người nhà là nạn nhân của vụ 39 người chết trong xe tải. Đây là hình ảnh của cô Phạm Thị Trà My, người được cho nằm trong số 39 nạn nhân chết cóng trong xe. Gia đình một phụ nữ cho biết cô đã nhắn tin mình bị ngạt thở trước khi bị mất liên lạc với cô. Phạm Trà My, 26 tuổi, gửi tin nhắn cho gia đình đêm hôm thứ Ba, sau đó gia đình chưa liên hệ được với cô. Tin nhắn cuối cùng mà họ nhận được từ cô là lúc 22 giờ 30 phút giờ Anh hôm thứ Ba, 2 giờ trước khi chiếc xe tải từ Johannesburg của Bỉ tới cảng Puffleth của Anh. Phạm Tuấn Ngọc, anh trai của Trà My, nói rằng cô đã trả 30.000 bảng cho đường dây đưa người lậu và địa điểm cuối cùng của cô mà gia đình biết chính xác là ở Bỉ. Anh trai cô nói, em tôi mất tích hôm 23 tháng 10 trên đường từ Việt Nam tới Anh và chúng tôi đã không thể liên hệ được với em nữa. Chúng tôi lo rằng em tôi có thể ở trên chiếc xe tải đó. Chúng tôi đang chờ cảnh sát Anh giúp điều tra để em gái tôi có thể về nhà. Đây là chia sẻ. Và nếu đúng như cô gái từ Hà Tĩnh, Việt Nam nằm trong số đó, thì đây là hình tượng rất thương tâm của người phụ nữ trẻ tuổi Việt Nam phải bỏ mạng khi ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất nước tự do và dân chủ. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy những bài báo và có những lời nhắn tin của cô trước khi bị mất tích. Đây là hình ảnh tin nhắn của Phạm Thị Trà My cho gia đình trước khi mất liên lạc. Cô nói cô sẽ chết và không thở được. Anh trai cô nói, em tôi mất tích hôm 23 tháng 10 trên đường từ Việt Nam tới Anh. Và chúng tôi đang nhờ cảnh sát Anh để điều tra. Và anh trai của Trà My nói thêm, hành trình của cô tới Anh bắt đầu từ hôm 3 tháng 10. Cô đã yêu cầu gia đình không liên lạc với cô bởi người tổ chức không cho phép cô nhận điện thoại. Em ấy bay tới Trung Quốc và ở đó vài hôm rồi đi tới Pháp. Em ấy nói và gọi cho chúng tôi mỗi khi tới một địa điểm mới. Lần đầu em tìm cách vượt biên vào Anh là hôm 19 tháng 10 nhưng bị bắt và phải quay lại. Và ngoài ra những thông tin tiếp theo mà báo chí quốc tế đã đăng tải trong ngày hôm nay, xin chia sẻ với các bạn đây hình ảnh của Phạm Thị Trà My
được đưa lên trên mạng xã hội và cũng như báo chí ở quốc tế đã đăng. Anh trai của người phụ nữ 19 tuổi khác nói em gái mình đã gọi điện về cho gia đình vào lúc 7 giờ 20 phút giờ địa phương, giờ Bỉ, nói rằng cô đang chuẩn bị vào một container và phải tắt điện thoại để tránh bị phát hiện. Đây là chia sẻ của một người khác trong có lẽ cũng trong một chuyến đi như vậy, và nhiều người đã không đến được nước Anh. Và tại Việt Nam, sự việc bắt đầu được điều tra tại Hà Tĩnh khi gia đình nạn nhân bắt đầu lên tiếng và báo chí ở trong nước cũng bắt đầu đăng tải. Và đây là hình ảnh cũng của Phạm Thị Trà My, một người Việt kêu cứu có thể con gái chết trong container tại Anh. Đây là tiêu đề bài báo tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 10, ông Phạm Minh Văn Thìn trình báo chính quyền con gái Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, có thể là nạn nhân trong một trong 39 nạn nhân chết trong container ở Anh. Trong đơn viết thư gửi Ủy ban Nhân dân thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, ông Thìn nêu con gái tôi là Phạm Thị Trà My xuất phát từ Việt Nam ngày 3 tháng 10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái tôi là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu vực công nghiệp Watertler, thị trấn Cray thuộc Vương quốc Anh. Trà My cũng nhắn tin với anh trai tên Cường dặn hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nhé. Người nhà khi thấy chuyện chẳng lành gọi điện lại, hỏi xong đầu dây bên kia đổ chuông chứ không thấy bốc máy nữa. Trong đơn gửi chính quyền thị trấn Nghèn, ông Thìn gửi kèm theo ảnh con gái Trà My, mô tả cô cao 1,5m, nặng 46kg. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng con và đưa con gái từ Anh về Việt Nam. Và thông tin tiếp theo cũng đã được đăng tải. Đây là hình ảnh bức đơn đó. Đây là đơn, lá đơn của ông Phạm Văn Thìn đính kèm ảnh con gái Phạm Thị Trà My. Ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nghèn cho biết chính quyền xã tiếp nhận đơn của ông Thìn gửi lên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Can Lộc để trình báo các cấp có thẩm quyền hỗ trợ công dân. Theo ông Hùng, Trà My là con gái út trong gia đình có 3 con. Cô từng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản 3 năm, một tháng trước mới làm hồ sơ sang Trung Quốc. Trong diễn biến khác, chiều ngày 25 tháng 10, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có đề nghị lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh xác minh một lao động quê Hà Tĩnh nghi mất tích ở Anh. Sở đang làm việc với nhà chức trách huyện Can Lộc, nơi có nạn nhân được cho là mất tích, để xác minh thông tin. Nếu đúng nạn nhân quê Hà Tĩnh, người nhà cần làm đơn gửi ra Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để đề nghị Đại sứ quán ở Anh làm thủ tục đưa thi hài về nước. Đây là thông tin mà chúng tôi nhận được. Và ngoài ra, một số gia đình có con em sang Anh cùng thời điểm này họ cũng đã bị mất liên lạc với người thân, nên đã tìm mọi cách nhờ cộng đồng cũng như đưa lên mạng xã hội để tìm người thân đó. Đây là hình ảnh của anh Nguyễn Đình Lương, 20 tuổi, cũng được người thân hỏi xem có trong số nạn nhân chết trong xe đông lạnh ở Essen hay không. Liên quan đến vụ việc, có thêm hai gia đình khác từ Việt Nam đã liên hệ và hỏi về người nhà là một người đàn ông 26 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi. Và đây là ảnh họ đã chia sẻ trên mạng xã hội và một số trang truyền thông khác. Và người lái chiếc xe đông lạnh chở 39 xác chết đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Đây là thông tin mà báo chí quốc tế cũng đã đăng tải, và hình ảnh của người lái xe này. Tên là Mo Robinson, người vùng hạt Akamak. Cảnh sát tin rằng 8 phụ nữ và 31 người đàn ông trong chiếc xe chở đồ đông lạnh là người Trung Quốc. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại London lại nói hiện chưa thể xác nhận được quốc tịch của các nạn nhân. Các nhân viên điều tra cũng đã được gia hạn thời hạn tạm giữ tài xế xe tải Robinson, 25 tuổi, bị tình nghi tội giết người. Chiếc xe cứu thương tư mang rất nhiều thi thể đã rời cảng vào lúc 19h41 phút giờ địa phương với sự hộ tống của cảnh sát. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Essen nói việc đưa toàn bộ các nạn nhân ra sẽ cần có thêm thời gian, và mối quan tâm chính của giới chức quan chức và chức trách là chú trọng đảm bảo sự chỉnh chu của các thi thể. Tức là phía Anh họ sẽ làm việc rất cụ thể và chi tiết về những thông tin của những cái người đã mất trong cái vụ án này. Và Đại sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát và thân nhân người bị nạn để truy tìm quốc tịch và danh tính các nạn nhân. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ. Đây là hình ảnh Đại sứ Lưu Hiểu Minh trên trang của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh. Và Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu viết trên trang tweet của mình: Đại sứ quán Trung Quốc đã cử một nhóm do tham tán công sứ phụ trách các vấn đề lãnh sự tới Essen, Anh Quốc. Họ sẽ gặp cảnh sát địa phương và cảnh sát nói họ đang xác minh danh tính 39 người tử vong, những người hiện chưa xác định được quốc tịch. Thì có nghĩa là Trung Quốc cũng chưa nhận là tất cả đấy là người Trung Quốc.
mà có lẽ sẽ có rất nhiều quốc tịch của những nước khác nữa, và chúng ta cần làm rõ trong thời gian tới và theo dõi các thông tin của các cơ quan điều tra. Và sau khi khu vực tại Pháp gần đường hầm nối sang Anh bị cảnh sát truy quét mạnh, thì đường dây đưa người chuyển sang Phúc của Anh trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là một khu vực khác mà trước đây không đông đúc như vậy, và hiện nay đã trở nên có rất nhiều người Việt Nam và những người các nước châu Á và nước khác đến đây để sang qua phà để sang Anh. Và đây là hình ảnh bến cảng Phúc tại Anh. Phúc ở SC được cho là trở nên sống động vào ban đêm với sự xuất hiện của những người di cư bị buôn bán. Xe bút nhỏ đã được cho là nhận nhiều người từ những chiếc xe tải và chở những người di cư sau khi họ đến Phúc. Cảng Phúc, nơi 39 người di cư được tìm thấy đã chết trong tuần này. Và đây là hình ảnh chiếc phà đó, Yasmin, và đây là nơi mà đã dùng để chở chiếc xe đông lạnh và có 39 cái xác chết. Và tiết lộ với cảnh sát Anh thì cho biết thêm máy tầm nhiệt đã không phát hiện ra những người trốn trong xe đông lạnh vì nhiệt độ thấp tới âm 25 độ C là quá thấp và nhiệt lượng thân thể không thể lọt ra ngoài vì nó đã bị hơi lạnh lập tức bao kín xung quanh. Và đây là hình ảnh rất mới và đặc biệt xin chia sẻ với các bạn về cái hình ảnh đó. Làm thế nào các băng đảng buôn lậu người sử dụng xe tải đông lạnh để che giấu hàng hóa là con người khỏi máy cảm ứng nhiệt của các cơ quan chức năng ở cảng đã dẫn tới cái kết cục bi thảm này. Và đây là hình ảnh máy quét tìm thấy người ngồi cạnh lẫn cái thùng hàng trong xe container xe tải. Và nếu để sát lại thì các bạn thấy rất rõ những cái khoanh màu đỏ, đấy là những cái hình người đang ngồi trên những cái thùng trong chiếc xe. Tuy nhiên đây là xe container nhưng là chỉ container thường và không phải container đông lạnh, cho nên máy vẫn nhận dạng được qua thân nhiệt. Các máy quét được sử dụng để phát hiện người trong các xe tải, nhưng các nguồn tin cho rằng chúng không hoạt động tốt đối với các thiết bị làm lạnh. Đây là hình ảnh được chụp tại Dover, cho thấy những người di cư ngồi trong các hộp, bên trên các hộp trong một cái xe container bình thường. Và chính những cái mánh khóe này, tức là tìm mọi cách để dùng cái thiết bị lạnh, đi xe đông lạnh thì sẽ tránh được xe máy tầm nhiệt để quét, nhưng sẽ rất nguy hiểm khi trong một thời gian ngắn sẽ bị mất nhiệt và cũng như là không thể thở được trong những xe đông lạnh đó. Và vậy là mặc dù cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội như nhau, nhưng công dân của cả hai nước này là Việt Nam và Trung Quốc đều tìm mọi cách bỏ ra tới hơn gần 1 tỷ đồng mỗi người để rời bỏ quê hương, tìm một cuộc sống mới tại các nước dân chủ và tự do, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng hùng hồn tuyên bố như sau: "Nhìn tổng quan đất nước có bao giờ được thế này không?" Ông đã nói như vậy trong cái bài phát biểu của mình. Và ông đã không nhìn thấy những người dân đang phải rất khốn khổ và nguy hiểm khi họ phải bỏ đất nước mà đi. Điều này có lẽ ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét trong thời gian tới một cách nghiêm túc. Và thực tế thì cuộc sống thì hoàn toàn ngược lại với những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nói, rất ngang trái và rất khủng khiếp. Và điều này cần phải được chấm dứt càng sớm càng tốt cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn hãy bấm nút theo dõi vào YouTube và Facebook của Thời báo.de để cập nhật được những thông tin mới nhất. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng